mình dùng cái kem ban ngày tại vì thông thường phụ nữ mình đi làm việc. Yes, that's right. Yeah. Đó là lý do mà công ty em muốn khuyên quý vị nên dùng cái kem chống nắng. Yes. Dạ, tại vì cái ánh nắng mặt trời với những cái tia UVA, UVB nó sẽ tàn phá cái làn da mình, làm cái những cái vết nám nó sẽ bị đậm hơn. Dạ. Và ngoài ra, cái SPF này nó được kiểm nghiệm bởi cái bộ chống ung thư là rất là hiệu quả trong cái việc mà da phải bảo vệ. Nhưng mà Quỳnh Anh, Minh Anh có một câu hỏi nha, là thường á có một số chị em phụ nữ rằng là bây giờ tôi không có ra nắng, tôi không có ra nắng thì có mình không xài được không, hay là mình bắt buộc mình phải vẫn phải xài nó tốt đúng không? Dạ, thông thường nếu như mà mình không có ra nắng, ví dụ mình ở trong nhà không á, dạ thì mình cũng không cần xài. Tại vì mình không trong cần cái xài. Chất trên moisturizer của em đã có một cái chất chống nắng. Wow. Dạ, cho nên thật sự nếu như mình kết hợp cả hai cái thì mình đi ngoài đường cái ánh nắng nó sẽ không có cơ hội để nó phá da của mình. Vâng. Dạ, thì cái đó là da của mình nó sẽ được tươi trẻ mỗi ngày. Nhưng mà mình đang nghĩ nên dùng cái nên dùng, yes, ban ngày là tại vì thực sự ra như mấy chị làm nail, tại vì thực sự ra không phải là ánh nắng mặt trời, nhiều khi mấy chị mà làm nail đó, mình làm rất là phải tiếp cận với những cái ánh đèn rồi này kia, nhiều khi cái sức nóng mà đó. Mà với lại ngay cả trong lúc mà thí dụ chẳng hạn như ngày nào mà chúng ta ra ngoài trời mà không thấy nắng mà chỉ là thấy trời âm u, thật ra nó cũng có những cái tia đó chứ không phải là không phải là phải có mặt trời là mới có. Nhưng mà chưa, mình đang nghĩ rằng là Quỳnh Anh, mình đang nghĩ là dù là mình ở trong nhà mình cũng phải nên dùng cái kem chống nắng này. Thật sự cái chống nắng đây là chống vừa là cái tia nắng mà vừa là cái sự nóng. Cái vị nhà mình nóng nướng, mình tiếp cận với lửa như nóng, những cái gì nó chất nóng thì nó cũng làm hư cái da mặt của mình, đúng không? Thành ra là mình đang khuyên bởi vì trong cái bộ trị nám này là mình phải cần đi theo cái tuần tự như vậy thì nó mới bảo vệ được cái làn da của mình nó hữu hiệu hơn. Đúng rồi chị, tại vì nhiều người cứ suy nghĩ trời hôm nay không có nắng như vậy người ta sẽ không cần thoa kem chống nắng. Không mà. Phải dạ, đúng rồi. Phải thoa kem chống nắng. Cái thực sự cái ánh nắng mặt trời nó rất cái tia đó mình không thể thấy được, mặc dù trời không nắng nhưng cái tia đó nó vẫn tiềm có ở trong. Dạ, cho nên nó vẫn tàn phá da của mình mà nhiều người không biết. Dạ, thì đó là một cái. Ngoài ra trong cái kem chống nắng này nó rất là đặc biệt là nó có chiếc moisturizer ở trong đó. Dạ, nhiều kem chống nắng khác nhưng khi mình bôi lên mình thấy da mình bị khô. Đúng. Dạ, nhưng mà kem chống nắng này khi chị bôi lên thì thấy da mình được dịu ẩm mịn nè và nó làm da mình săn chắc hơn. Dạ. Thì ngoài ra đó là cái bước chăm sóc da ban ngày. Dạ, còn nếu như ban đêm thì em nghĩ là nên quý khách cũng dùng tuần tự cho em là cái powder để mình rửa mặt. Dạ. Cái toner để mình làm sạch cái lưỡi tiền lông. Dạ. Cái serum để trị nám. Và ngoài ra mình chỉ cần thay đổi một chút là thay vì mình làm cái ban ngày thì dùng cái brightening cream cho ban đêm. Nhưng mà nói thêm đi thì nhiều người đó chị Yến cũng bảo với Mila rằng là thật sự ra tôi thích ban đêm á, tôi rửa mặt xong rồi là tôi để cho cái da tôi nó thoáng ra, tôi không cần phải dùng cái kem dưỡng da ban đêm, thì cái điều đó có đúng không Quỳnh? Dạ không, thật sự là không đúng. Tại vì em nghĩ người ta hay nói là nhiều người nói như vậy lắm á. Dạ, tôi cần phải để cho da tôi được thở. Nhưng mà thật sự quý vị nên biết là khi cái thời gian mình ngủ đó thì cái làn da mình nó được thoải mái, cái người cơ thể mình nó trong cái trạng thái thư giãn, thì chính vì cái điều đó thì những cái vitamin trong này nó sẽ có một cái môi trường thuận lợi và khi đó cái làn da mình nó sẽ hấp thụ nhiều nhất và phát huy tối đa hết những cái chức năng của sản phẩm này. Dạ, cho nên em nên khuyên quý vị là nên dùng cái bước qua ban đêm bảo vệ cái làn da mình rất rất. Như vậy là khi mà mình dùng cái kem dưỡng da ban đêm đó, nó hữu hiệu hơn nhiều so với dưỡng da ban ngày nữa. Và quý vị đừng quên cái điều đó, đừng có hiểu sai đi, thì là mình phải dùng cái kem dưỡng da ban đêm để mà cho cái làn da của mình nó hấp thụ được tất cả những cái dưỡng chất ở trong đó, nó mới cho cái da mình phục hồi trở lại, đúng không? Mình nắm lại chị. Đó là một cái điều mà mình cần phải học hỏi đó chị. Bây giờ chị thấy sao chị? Chị có feel được cái làn da của mình nó nhẹ mát và nó căng lên không chị? Được chứ mình. Hồi nãy giờ mình đang rất là feel là mình rất thích là da của mình thấy là rất là căng. Mình thấy căng và mát và đặc biệt là rất là mềm mại. Mình thấy dễ chịu lắm. Như vậy là cái bộ trị nám của mình nó gồm có những cái nãy giờ là mình là có 5 món. Thì Như Lan thấy còn thiếu một cái. Dạ, đúng rồi chị em. Mình đang dùng mà mình đang dùng đặc biệt là vào phút cuối này để em giới thiệu cho quý vị. Dạ, thì đó là cái cuối cùng trong cái bộ đúng như vậy, đừng có quên cái này, em thích cái này nhất đó chị. Dạ,
thì cái kem dưỡng da mắt này của em nó rất là đặc biệt vì nó chứa một cái chất là trong cái chất serum này cũng có là cái oligopeptide và nó làm sáng đi những cái làn da quanh mắt của mình nhiều khi mà hay bị quầng thâm đó chị. Dạ, và với một cái thiết kế rất là đặc biệt. Dạ, thì cái kem mắt này nó để cho nó giúp cho cái làn da mình á, cái làn da mắt của mình được căng lại, săn chắc. Vì nhiều người người ta hay bị trùng xệ trong mắt đó chị. Dạ, và bảo vệ cái làn da mắt của mình nó được nhiều. Có nghĩa là sẽ trị được những dấu chân chim, có phải không? Đúng như vậy, vậy. Chẳng những là những dấu chân chim mà những như là Quỳnh đã nói, nó làm cho sáng ra cái vùng mắt không có bị thâm đen. Nhưng mà đặc biệt của nó nữa là cái Mỹ Lan, theo như Mỹ Lan biết rằng là cái kem mà dưỡng da cho mắt này là chị Yến, nó giúp cho những người mà bị những cái bọng mắt đó chị nhớ. Yes, không thường thường có nhiều người mình bị một cái bọng như thế này nè. Yeah. Thì nếu mà mình dùng cái cream cho mắt này lâu dài thì nó sẽ làm cho tan đi những cái bọng ở trong mắt, ở trên mắt, phải không Quỳnh Anh? Dạ đúng rồi chị, nếu mình dùng một thời gian thì cái bọng mắt nó sẽ tan hết. Dạ. Yeah. Yeah. Bởi vì trong này nó có chứa rất là nhiều chất như là cỏ biển, trà xanh, cây khoai cỏ bích và những cái chất mà chống oxy hóa rất là cao và nó giúp cho da mình nó sáng lên rất là nhiều. Dạ. Yeah. Quỳnh Anh, như vậy thì cái bộ kem mà chống lão hóa thì nó gồm bao nhiêu sản phẩm? Ồ dạ thưa chị, thì bộ kem chống lão hóa mà em giới thiệu cho chị là tất cả là 7 món. Ừ. Và cái voucher để cho em mình rửa mặt thì em đã giới thiệu với chị. Yes. Và cái nước toner để cho nó làm da mình săn và săn hết lỗ chân lông. Dạ. Dạ, thì mình cũng dùng cái gel moisturizer này bình thường. Nhưng nó khác một cái rất là đặc biệt là cái smoothing serum. Dạ. Yes. Yeah. Và cái mình cũng dùng cái kem chống nắng và để cho bảo vệ cái làn da mình. Mình cũng dùng cái eye gel như là cái bộ chỉnh nắng. Yeah. Nhưng mà nó khác một cái đặc biệt đó là cái kem ban đêm. Yes. Yeah. Cái kem ban đêm này á, thay vì cái bộ kem trị nám là cái kem ban đêm giúp mình sáng da. Dạ. Còn cái kem ban đêm này thường phụ nữ mình khoảng từ 45 tuổi trở đi đó. Cái làn da mình nó sẽ bị lão hóa và những cái vết nhăn nó bắt đầu xuất hiện rồi. Yeah. Và với những cái kem ban đêm này nó chiết xuất từ tảo biển, từ trà xanh, trà trắng. Yeah. Chứa rất là nhiều collagen thì nó giúp làn da mình sáng chắc hơn. Dạ. Và mịn màng hơn. Dạ. Đó là 7 sản phẩm mà em muốn giới thiệu. Dạ. Kính thưa quý khán giả, quý vị vừa theo dõi Quỳnh Anh chỉ cho chúng ta cách sử dụng bộ trị nám, tàn nhang và làm sáng da. Bây giờ thì mời Quỳnh Anh tiếp tục với một cái bộ thứ nhì, tức là một cái bộ kem của Yplam chống lão hóa. Phải không Mỹ Lan? Đúng dạ. Vậy. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, thì hôm nay công ty Yplam của em muốn giới thiệu đến các quý vị khán thính giả là bộ kem chống lão hóa rất là đặc biệt của công ty em. Dạ, tại vì phụ nữ mình thường lớn tuổi, thời gian nó sẽ làm cho cái làn da mình nó bị có những cái vết nhăn, chảy xệ. Dạ, cho nên phụ nữ mình rất rất là mong muốn làm đẹp để có được một cái làn da tươi trẻ và săn chắc hơn. Chính vì lý do đó mà công ty em giới thiệu đến các quý vị khán thính giả bộ kem chống lão hóa. Nó bao gồm là cái thứ nhất là cái powder, là cái bột rửa mặt giúp quý vị lấy đi da chết. Và cái toner là cái nước hoa hồng giúp quý vị làm xe khít lỗ chân lông, giúp da mình được săn chắc hơn. Và cái thứ ba nữa là cái smoothing serum giúp cho quý vị giữ được một cái làn da săn chắc vì nó sẽ trị những cái vết nhăn cho quý vị. Và cái thứ tư là cái kem dưỡng da ban ngày giúp cho quý vị có được cái làn da mịn màng và tươi trẻ hơn. Và cái thứ năm là cái kem ban đêm giúp cho quý vị có được một cái làn da mịn màng và săn chắc sau khi mỗi sáng mình thức dậy. Và cái thứ sáu nữa là cái kem chống nắng giúp cho quý vị có được một cái sản phẩm để cho quý vị tránh những cái ánh nắng mặt trời. Và cái cuối cùng là cái kem dưỡng da mắt để cho mình bảo vệ cái vùng mắt của mình. Như là Quỳnh Anh vừa trình bày như vậy là cái bộ là chống lão hóa này thì nó khác cái serum mà trị nám, nó làm cho trị nám. Yeah. Như vậy là Quỳnh Anh khi mà mình apply theo thứ tự là rửa mặt nè, rồi toner thì mình sẽ dùng đến một cái serum khác không Quỳnh Anh? Dạ đúng rồi chị. Tại vì cái serum trong cái bộ trị nám là để đặc biệt trị những vết nám, còn cái serum trong cái bộ chống lão hóa là để đặc biệt trị những cái vết nhăn, giúp làn da mình săn chắc hơn. Thì nó gọi là smoothing serum, tức là làm cho nó láng ra. Thì hôm nay em muốn giới thiệu đến các quý vị khán giả là cái serum giúp mình chống nguyên lão hóa. Thì tại sao trong cái serum này nó lại đặc biệt như vậy? Thì đó là vì nó có chứa một cái chất rất là đặc biệt là từ cái huyết cây xương rồng đỏ. Và ngoài ra nó cũng chiết xuất từ những cái cây lơ hội, cây aloe vera. Và nó giúp cho cái làn da mình nó được tái tạo, tăng cường cái chất collagen, thì lúc đó cái làn da mình nó có cái độ săn chắc hơn.
và nó sẽ làm căng cái làn da mình. Ngoài ra, những cái vết nhăn đó khi cái làn da mình căng lên thì mình sẽ thấy nó mờ đi rất là nhiều. Dạ. Cái hay của cái serum này là chỉ là nó giúp cho mình tăng lên những cái vết nhăn, và đặc biệt là nó chống, là cái như là nó là chống lão hóa, thì nó làm cho cái da mình không có bị chảy xệ. Thường thường khi mà mình lớn tuổi rồi là cái do mình mất đi cái tính đàn hồi của collagen, thành ra là serum nó cũng bổ sung những cái chất đó, nó làm cho cái da mình săn lại, mà khi săn lại thì nó không có bị chảy xệ. Quỳnh Anh, như vậy thì cái bộ mà chống lão hóa này thì sẽ gồm bao nhiêu sản phẩm? Cái bộ chống lão hóa này thì nguyên một set cũng là 7 sản phẩm. Yes. Yeah. Thì thứ nhất là cái powder rưỡng mà em đã giới thiệu với các quý vị khán thính giả. Và cái toner cũng là cái nước hoa hồng giúp mình xoa kích ứng cho nhau. Và cái thứ ba nữa là cái serum tinh serum mà em đã. Cái serum này, kính thưa quý khán giả, là nó khác với cái serum hồi nãy. Trị nám. Dạ, cái serum này là để làm cho da mình đang săn lại. Tại vì nó được chiết xuất từ phía cây xương rồng đỏ và cây lơ hội. Và chứa rất là nhiều cái chất collagen để làm săn da. Và mình vẫn xài cái day cream. Đúng rồi, mình sau đó vẫn xài day cream. Dạ. Và kem chống nám. Kem chống nám vẫn giống như vậy. Dạ, giống như vậy. Vẫn eye gel luôn. Dạ, đúng rồi chị. Nhưng mà nó chỉ khác một cái, đó là cái kem ban đêm. Đó, nó khác cái đó, cái chống lão hóa. Cái kem ban đêm của cái bộ làm sáng da là lúc giúp chị có một cái làn da tươi sáng mịn màng hơn. Còn cái kem ban đêm này nó cũng giữ ẩm, nó tăng cường collagen nhưng mà nó làm da mình săn lại. Và vì những người cái làn da mình lớn tuổi từ 45 trở đi đó là mình bắt đầu thấy cái làn da mình bị lão hóa rồi. Và đó là lý do mình nên dùng cái bộ chống lão hóa giúp cái làn da mình có được những cái collagen sự đàn hồi và săn chắc hơn mà mịn. Nhưng mà mình trên 40 tuổi, trên 45 mình dùng cái sản phẩm này để cho da của mình không có bị chảy xệ nữa. Đúng chị vậy, là tại vì hầu như là nếu mà mình dùng nó thì cái độ mà đàn hồi của collagen thì nó giúp cho cái da mình lúc nào cũng săn lên rồi tan đi những vết nhăn, thì đó là cái bộ chống lão hóa của công ty rất là hay. Và kính thưa quý khán giả, mời quý vị theo dõi tiếp tục cái bộ kế tiếp, đó là cái bộ trị mụn, phải không Quỳnh Anh? Dạ đúng rồi chị. Cái đó hay lắm đó. Yes. Tại vì chị Quỳnh Anh, chị Yến biết không, phụ nữ mình á sợ nhất là hai thứ. Thứ nhất là mụn, thứ hai là nám. Yeah. Mà bây giờ mình đã có bộ trị nám rồi, mình có bộ chống lão hóa rồi, thì bây giờ mình không thể nào thiếu cái bộ trị mụn. Và đặc biệt không phải là chị em phụ nữ mình lớn tuổi sợ mụn, mà đặc biệt là mấy em mà thiếu niên. Dạ đúng rồi. Mấy em khi mà đến tuổi dậy thì mụn rất là nhiều, thì đây là một cái cơ hội để cho các em có thể theo dõi chuyên viên cố vấn về da của Yplan, có thể giúp cho chúng ta một cái bộ trị mụn. Mời Quỳnh Anh. Dạ. Trước khi Quỳnh Anh trình bày cùng với quý khán giả cái bộ trị mụn, Mỹ Lan có biết là quý ông cũng bị đó. Thành ra sản phẩm này, kính thưa quý vị, dùng được cho cả quý ông nữa. Không phải dùng cho phụ nữ không? Yeah. Do luôn quý ông luôn. Mà đang nhất là mấy em trai đó. Yes, em rồi, em thấy mấy em trai lớn lên đó, mặt mấy em mụn rất là nhiều. Đây là một tuổi cái gì đó. Cơ hội để cho các em tìm hiểu về những sản phẩm của công ty Yplan nha các em. Rồi mời Quỳnh Anh. Dạ em cảm ơn chị. Tại vì hiện nay theo nhiều nghiên cứu là đã phát minh, đã nghiên cứu cho thấy thì mụn nó có rất hai nguyên nhân chính. Đó là thứ nhất là cái nội tiết tố, là cái hormone mình nó thay đổi. Và cái thứ hai này là cái vi khuẩn sống trong cái nang non của mình. Nhiều phụ nữ mình có những người da dầu. Thì những cái da dầu đó nó sẽ làm bít kín cái lỗ chân lông, gây viêm nhiễm và từ đó nó sẽ sinh ra mụn. Các em teenager đang cái tuổi dậy thì cái hormone nó sẽ bị thay đổi. Thì từ đó nó cũng sẽ gây cái bít cái lỗ chân lông và nó sẽ gây nên mụn. Và thì công ty em nó hiểu rõ những cái điều đó, cho nên công ty em muốn giới thiệu đến quý vị khán thính giả cái bộ trị mụn. Và bước đầu tiên đặc biệt cơ bản trong cái bộ trị mụn đó là cái làn da mình phải được sạch, khô thoáng. Và thì cái đó cái lỗ chân lông mình nó được thông thoáng hơn, thì khi đó những cái vi khuẩn nó sẽ không có cơ hội để nó thấm và để nó gây mụn. Và thì cái powder mà em vừa mới giới thiệu Và mình vẫn dùng cái powder tuyên lên. Dạ, và dùng cái powder để lấy đi da chết và ngoài ra cái toner mình cũng nên dùng, tại vì cái toner này nó sẽ hạn chế tối đa những cái chất dầu trên gương mặt của mình. Thì nó sẽ không có bị gây những cái lỗ chân lông bị bít kín lại. Và một cái kem rất là hiệu quả trong cái bộ trị mụn gọi là Acne Healing Cream. Cái Acne Healing Cream này nó có một cái nguyên tố chính trong cái bộ, trong cái sản phẩm này gọi là benzoyl peroxide. Cái chất này là một cái chất trị mụn và nó thấm sâu vào lỗ chân lông để nó giết những cái vi khuẩn đó. Thì những cái chất đó nó sẽ làm khô và tróc vẩy ra cái vết mụn, cho nên cái làn da mình nó sẽ không có bị thâm đen. Và
khi mình bị mụn xong, thường những người bị mụn hay bị vết thâm sau mụn đúng rồi lại. Dạ. Thì cái kem mụn này nó sẽ không có làm cho làn da của quý vị bị thâm. Dạ. Và ngoài ra trong cái bộ trị mụn mình nên phải dùng kem chống nắng. Tại vì sao rồi, tại vì khi mà như là Quỳnh Anh vừa trình bày cho tôi quý vị là khi mà mình dùng cái kem trị mụn thì nó như Quỳnh Anh nói, nó sẽ tróc vẩy ra, nó đang giết chết những cái vi khuẩn đó. Thì chắc chắn là nếu mà mình không có cái kem chống nắng này để mà cover nó lên thì mình ra nắng thì vô hình chung nó làm cho nó bị cái sẹo xấu, nó bị thâm da phải không Quỳnh Anh? Thông minh hả? Đúng rồi, giỏi quá. Giỏi. Vì giống như chị Mỹ Lan nói là những cái vết mụn khi mình đã trị được nó rồi mà mình không có bảo vệ, mình cứ để đi ra ngoài thì vô tình cho anh nói của mình nó làm đúng rồi, những cái vết mụn nó thâm da. Cho nên chính vì thế em muốn khuyên quý vị nên dùng kem chống nắng để bảo vệ làn da mình, vì kem chống nắng này nó rất là đặc biệt, nó được kiểm nghiệm bởi thuộc chống ung thư và đặc biệt hiệu quả chống lại ánh nắng mặt trời. Ngoài ra với những cái chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên, nó rất là an toàn và nó làm lành đi những cái làn da đang bị tổn thương. Dạ, thì cái làn da mình không những nó được dịu lại, nó được làm ẩm và nó được bảo vệ tối đa. À, như vậy là cái bộ trị mụn mình là có 4 món. Dạ đúng rồi. Là mình dùng cái rửa mặt nè, rồi toner nè, rồi cái kem trị mụn, cái đó mới là quan trọng. Rồi sau đó mình dùng cái kem chống nắng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái bộ trị mụn này là dùng cho lứa tuổi nào cũng được hay sao Quỳnh ạ? Dạ đúng rồi. À, công ty em đã phân ra thành 2 bộ. À, 2 bộ. Dạ đúng rồi, để cho người lớn và các em teenager. Thì cái bộ này là cho người lớn. Dạ đúng rồi, cái bộ này là cho người lớn, tại vì phụ nữ mình nhiều khi bị stress, dạ hormone nó thay đổi cuộc sống hàng ngày và nó làm cho người cơ thể mình nó bị thay đổi thì nó cũng sản sinh ra mụn. Với các em teenager mình cũng dùng lại là cái toner để cho mình rửa mặt. Dạ, cái toner để mình xoa cái lớp kem lông, cái kem trị mụn và cái kem chống nắng, nhưng mà đặc biệt một cái là cái sữa rửa mặt. Dạ, nó khác cái sữa rửa mặt. Như vậy thì cái sự khác biệt giữa cái sữa rửa mặt và cái bột rửa mặt này nó như thế nào? Dạ, tại vì thường những cái da của các em nó rất là mỏng manh, non nớt. Dạ, là very sensitive. Dạ, dạ đúng rồi. Cho nên cái sữa rửa mặt này nó được đặc chế ra để với những cái tinh chất trà xanh làm dịu. Dạ, với là nó kháng khuẩn rất là nhiều. Cho nên khi mình rửa mặt hàng ngày, cái làn da mình nó được dịu nhẹ, nó giữ ẩm. Và ngoài ra nó lấy đi da chết xước làm mịn màng cho các em, nó không có làm các da của các em bị tổn thương. Cái da của em nó mới lớn mà. Như vậy thì Quỳnh Anh, Mỹ Lan có một cái câu hỏi. Như vậy là mình hai cái bộ trị mụn nó khác nhau giữa cái bột rửa mặt thì nó mạnh hơn là cái sữa rửa mặt này. Như vậy thì những cái vị mà lớn tuổi đi, phụ nữ mình đi, có những cái làn da mà nhạy cảm á, thì mình cũng nên, nhà là cái da nó bị mỏng thì mình nên dùng cái sữa rửa mặt phải không? Dạ đúng rồi chị ạ. Tại vì cái sữa rửa mặt này nó được tạo ra đó. Như vậy là quý vị nên, đó là quý vị nên gọi đến công ty để có thể được các chuyên viên cố vấn để mình chọn lựa một cái bộ chữa trị và bảo vệ cho cái làn da mình đúng hơn, hợp cho làn da của mình. Wow, như vậy là đây là cái bộ trị mụn. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái bộ khác đi Quỳnh Anh. Thì cái bộ tiếp theo em muốn giới thiệu cho chị với các quý vị khán giả là cái bộ làm da. Đúng rồi. Thì nó cũng gồm bao nhiêu món? Dạ, nó gồm có tất cả là 6 món. Dạ, thì thứ nhất là mình dùng cái bộ rửa mặt để cho mình lấy đi da chết như thường ngày. Cũng giống nhau. Dạ, đúng rồi. Cũng một rửa mặt. Dạ, cũng toner. Dạ, cái kem dưỡng da ban ngày cũng là cái này là Nanoscribe. Dạ, cái kem dưỡng da ban đêm thì mình sẽ dùng để cho nó săn chắc da. Tại vì cái bộ chống lão hóa đó, thường những người 45 tuổi và cái làn da mình có nhiều nếp nhăn và lão hóa nhiều thì mình sẽ dùng thêm cái serum này để điều trị. Và còn ví dụ như ở tuổi từ 20 trở đi, cái làn da mình cần cái độ săn chắc để cho nó lâu dài, mình cần bảo vệ ngăn ngừa trước. Đúng vậy, từ đúng rồi, trước khi bị lão hóa. Là từ mà mình khoảng chừng 20-25 tuổi cũng phải nên dùng những cái loại dưỡng da như thế này để bảo vệ. Đúng rồi. Như vậy là nó khác với là cái bộ chống lão hóa thì những như Milan thấy nãy giờ nó cũng giống nhau. Như vậy là cái bộ mà chống lão hóa và cái bộ săn chắc da thì nó khác nhau, là nó dùng là hình như là khác nhau cái bột rửa mặt và cái sữa rửa mặt của phóng viên. Không chị, nó chỉ khác nhau là cái tinh dịch của serum. Mình không cần dùng serum. Tại vì cái serum đấy nó là chuyên về trị những cái vết nhăn và làn da bị chảy xệ. Thì ra là vậy. Dạ, còn cái làn da mình ở người trẻ tuổi thì mình cần bảo vệ săn chắc, thì với cái kem ban ngày và kem ban đêm là
đủ rồi. Thôi bây giờ mình nói vậy cho mình dễ hiểu là cái bộ chống lão hóa là dùng cho những người lớn tuổi, còn mà các em mà muốn cho cái bộ mà săn chắc da thì là mình có không có cái serum này thôi. Đúng rồi, hay quá. Thật ra nó 6 món, cái kia là 7 món. Cảm ơn Quỳnh Anh và người mẫu ông Phụng và cũng rất cảm ơn Mỹ Lan. Nếu mà hôm nay không có Mỹ Lan ở trên này đó thì chắc có lẽ là cái show của mình nó sẽ không có hào hứng vào nhiều chi tiết như thế này. Kính thưa quý khán giả, trong chương trình hôm nay chúng tôi đã giới thiệu đến với quý khán giả 4 bộ kem để mà bảo vệ da và giữ làn da cho trong sáng, trị mụn. Cái bộ thứ nhất là chống lão hóa, bộ thứ nhì là để làm sáng da, trị những nét tàn nhang, những vùng thâm đen trên gương mặt của mình. Bộ thứ ba là trị mụn. Và bộ thứ tư là làm sao để cho làn da của mình lúc nào cũng săn và tươi mát. Nếu muốn thêm chi tiết, mời quý vị gọi điện thoại về cho chúng tôi 855-622-5353. Vâng, Mỹ Lan cảm ơn chị Yến rất là nhiều, cũng như là cảm ơn Quỳnh Anh, cũng như là cô người mẫu Âu Phụng, để Mỹ Lan có một dịp ngồi đây để có thể chia sẻ những cái cảm nghiệm khi mà Mỹ Lan đã dùng qua những sản phẩm của công ty Yblan. Quý vị đừng chần chờ gì nữa, hay gọi đến công ty Yblan để chúng ta có được một làn da trẻ trung, tươi sáng và đặc biệt nhất là gợi cảm và quyến rũ như là câu khẩu hiệu của Yblan for sexy skin. Kính chào quý khán giả và xin hẹn gặp lại quý khán giả trong